cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch công ty giáo dục E-Group, tức Shark Thủy. Ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt ông Nguyễn Ngọc Thủy, còn gọi là Shark Thủy, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 26 tháng 3 năm 2024, truyền thông đồng loạt đưa tin ông Nguyễn Ngọc Thủy bị cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu là một nhà đầu tư, có lẽ bạn sẽ không xa lạ gì với hình ảnh Shark Thủy, một trong những nhà đầu tư quyền lực của chương trình Shark Tank Việt Nam. Thời điểm năm 2018-2019, Shark Thủy nổi lên như một hiện tượng nhờ sức hút khi tham gia chương trình Shark Tank. Bên cạnh việc chi tiền đầu tư nhiều dự án khủng trên sóng truyền hình, ông còn là nguồn cảm hứng cho giới trẻ khi là doanh nhân duy nhất tại Shark Tank không có bằng đại học. Có lẽ vì sự đặc biệt đó mà ông lấy lòng được rất nhiều cư dân mạng với hình ảnh thành công bằng sự tự lực, tự học. Nhưng giờ đây, khi đang từ đỉnh cao danh vọng, bỗng chốc rơi xuống đáy vực của sự thua lỗ, lừa đảo và bị hàng nghìn người căm phẫn. Điều gì đã thật sự xảy ra với Shark Thủy? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu qua bài viết của tác giả Anh Tuấn Vũ, người đứng sau các video về chủ đề Tân Hoàng Minh, Trịnh Văn Quyết và Trương Mỹ Lan. Nếu các bạn thích chia sẻ của Tuấn thì có thể follow tác giả này trên mạng xã hội nha. Link chúng mình sẽ để trong phần mô tả. Một, Shark Thủy là ai? Shark Thủy, tên thật là Nguyễn Ngọc Thủy, sinh ngày 17 tháng 4 năm 1982 tại Hà Nội. Ông được biết đến là doanh nhân đã từng bỏ ngang đại học và thành công phát triển xây dựng được tập đoàn nghìn tỷ từ hai bàn tay trắng. Mọi thứ bắt đầu từ năm 2008 khi ông thành lập công ty E-Game, tiền thân của tập đoàn E-Group, tiên phong trong công cuộc phát triển những sản phẩm ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Hệ sinh thái của E-Group sau đó phát triển rộng rãi trong nhiều lĩnh vực từ giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho đến thực phẩm. Trong đó, nổi bật nhất là Apex Holdings, đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apex Leaders, công ty duy nhất được niêm yết và thiết kế nhiều thương vụ đầu tư lớn. Còn lại, công ty E-Game và E-Capital là các đơn vị mà thông qua đó, E-Group gọi vốn từ nhà đầu tư. Đi sâu hơn về quá trình phát triển, trong thời gian hoạt động từ năm 2009 đến năm 2017, E-Group đã đạt được nhiều thành tựu. Nổi bật nhất có thể kể đến như ra mắt trò chơi giáo dục trực tuyến 3D đầu tiên tại Việt Nam mang tên Chinh Phục Vũ Môn vào năm 2009, thu hút được hơn 1 triệu học sinh sử dụng và bị tạm dừng năm 2016 do lo ngại học sinh có khả năng nghiện game. Hay nhiều lần phối hợp với các bộ giáo dục, đoàn thanh niên tổ chức các cuộc thi về giáo dục với sức hút rất lớn, với lượng thí sinh tham dự mỗi cuộc thi dao động từ 200.000 đến 800.000 thí sinh. Tháng 6 năm 2019, E-Group ký kết cùng tập đoàn giáo dục Trung Đam từ Hàn Quốc để phát triển chuỗi trung tâm tiếng Anh cho trẻ em mang tên Apex English, tên gọi khác là Apex Leaders. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, sự phát triển vượt bậc của thương hiệu Apex thậm chí đã làm thay đổi bộ mặt thị trường giáo dục tiếng Anh tại Việt Nam. Thời hoàng kim 2020-2021, mô hình này có đến hơn 120 cơ sở, trải dài 32 tỉnh thành và có hơn 120.000 học viên theo học, bỏ xa nhiều đơn vị đào tạo tiếng Anh cùng phân khúc trên thị trường như Apollo, ILA và VUS. Giai đoạn này cũng trùng với thời điểm ông Thủy tham gia chương trình truyền hình thực tế thương vụ bạc tỷ Shark Tank trong hai mùa 2018-2019. Ông Thủy lúc này đang là founder kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc của tập đoàn E-Group, đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của nhiều công ty con như E-Game, Apex Holding, Apex English. Trong chương trình Shark Tank, ông Thủy gây được sức ảnh hưởng lớn khi nắm kỷ lục cao nhất về số thương vụ đầu tư. Cụ thể, trong 9 công ty nhận được lời đề nghị đầu tư trên sóng truyền hình thì có đến 8 công ty được rót vốn và số tiền giải ngân thực tế còn lớn hơn rất nhiều so với số tiền được cam kết trên truyền hình. Ví dụ như VXCAPE, một startup về trò chơi nhập vai thực tế đã gọi vốn thành công 5 tỷ đồng từ Shark Tank để đổi lấy 36% cổ phần. Thực tế, ông Thủy đã đầu tư gấp 6 lần cam kết khi chi 30 tỷ đồng để sở hữu 70% cổ phần. Tuy nhiên, trong suốt 2 năm dịch, chi phí mặt bằng quá lớn đã tác động nặng nề đến VXCAPE. Hệ thống phải đóng hơn một nửa số cửa hàng và chính thức gục ngã. Kết quả đầu tư các thương vụ khác như Soya Garden, Umbala hay Talks Cafe đều không quá thành công. Nhưng nhờ việc sẵn sàng đầu tư khủng và có nhiều phát ngôn truyền cảm hứng ấn tượng, nên Shark Thủy đã nhanh chóng gặt hái được nhiều danh tiếng và trở thành nguồn cảm hứng trong giới khởi nghiệp thời bấy giờ. 2. Các sai phạm 2.1. Gốc rễ vấn đề. Bước sang những năm 2020, Shark Thủy bắt đầu mở rộng mô hình kinh doanh vào bất động sản.
E-group ở đây là mô hình bất động sản giáo dục, nghĩa là các bất động sản với mục đích xây dựng cơ sở giáo dục ở trên đó, như trường lớp, trung tâm dạy học. Chủ đầu tư vì vậy hưởng lợi từ cả việc phát triển cơ sở giáo dục và bất động sản tăng giá. Slogan: McDonald's không chỉ bán hamburger và Shark Thủy không chỉ có các sản phẩm giáo dục, được truyền thông rộng rãi trên các nền tảng của E-group trong giai đoạn ấy. Ý muốn so sánh hoạt động đầu tư bất động sản giáo dục này sẽ thành công y như mô hình kinh doanh bất động sản của McDonald's những năm 1950. Tuy nhiên, Covid-19 có lẽ là yếu tố rủi ro mà Shark Thủy chưa lường trước được. Việc Apex mở rộng quá nhanh, từ 12 lên 120 trung tâm chỉ trong 6 năm, ngang với thành quả sau 20-30 năm của các ông lớn đi trước, cộng thêm việc đầu tư lĩnh vực mới là bất động sản, cùng với tác động từ Covid đã khiến E-group bắt đầu lộ ra các yếu điểm về sức khỏe tài chính. Cụ thể là đòn bẩy tài chính của các công ty trong tập đoàn quá cao, tức là vay nợ quá nhiều. 2.2. Sai phạm bắt đầu. Huy động vốn lãi suất cao nhưng không thể thanh toán. Điểm lại một chút về hệ sinh thái E-group để dễ hiểu vấn đề. Chúng ta có E-game và E-capital là hai đơn vị gọi vốn cho E-group. Với việc quảng cáo mức lãi suất cao gấp nhiều lần tiền gửi ngân hàng, các công ty này đã kêu gọi tiền từ nhà đầu tư thông qua 3 hình thức. 1. Hợp đồng mua bán trái phiếu. 2. Thỏa thuận hợp tác chiến lược với công ty E-game. Và 3. Hợp đồng hợp tác đầu tư. Cụ thể, từ năm 2017, E-game và E-capital đã kêu gọi nhà đầu tư thông qua các thỏa thuận hợp tác chiến lược để đổi lấy cổ phần của công ty mẹ E-group. Theo thỏa thuận, nhà đầu tư phải nắm giữ cổ phần này trong một khoảng thời gian, thường là 1 năm. Đến ngày tất toán, phía E-group cam kết tìm đối tác mua lại hoặc trực tiếp tập đoàn mua lại với giá cao. Tính chênh lệch giá mua lại, nhà đầu tư có thể thu lãi từ 20-25% một năm, năm 2017-2018. Sau giảm dần về lãi từ 17-18% vào năm 2019-2020. Đến năm 2021, mức lãi này chỉ còn 14-15%, tuy nhiên vẫn là ở mức rất cao khi so với các kênh đầu tư khác. Trước năm 2020, E-group vẫn trả lãi đầy đủ. Tuy nhiên đến đầu năm 2021, tập đoàn này bắt đầu chây ý trong việc chi trả, thậm chí là đơn phương chấm dứt việc thanh toán các khoản lãi mà không có thông báo cụ thể với nhà đầu tư. Theo báo Nhân dân, một nhà đầu tư có tên là Thái Thị Bình, 66 tuổi cho biết, năm 2021, bà ký một văn bản gọi là Hợp đồng Hợp tác Chiến lược với công ty E-game. Theo hợp đồng, bà Bình trả 200 triệu đồng để nhận được 5.000 cổ phần với mệnh giá khoảng 38.000 một cổ phiếu. Công ty cam kết sau 1 năm sẽ tìm người khác mua lại chỗ cổ phần đó hoặc công ty sẽ tự đứng ra mua với giá gần 43.000 một cổ. Ngoài ra, công ty còn tặng thêm cho bà 141 cổ phiếu, khoảng hơn 5 triệu đồng. Nói chung là điều khoản dài dòng, nhưng hiểu là công ty cam kết mức lợi nhuận khoảng 18% một năm cho số tiền đầu tư 200 triệu của bà, tức là bà sẽ nhận được hơn 230 triệu sau 1 năm. Tuy nhiên thì đến ngày đáo hạn, bà Bình không nhận được tiền về và được thông báo rằng công ty đang khó khăn nên chỉ có thể trả khoản lãi 18% chứ không thể trả gốc cho bà được. Mà muốn nhận tiền lãi thì bà cũng phải ký thêm một hợp đồng gia hạn việc bán lại cổ phần. Không chấp nhận điều kiện công ty đưa ra nên bà đã ngay lập tức đâm đơn kiện. Bà cũng cho biết có nhiều nhà đầu tư khác giống bà là người già, người hưu trí, thậm chí vay nợ để đầu tư cho công ty thì giờ đều đang lâm vào cảnh khốn cùng và rất lo lắng. Việc chậm trả lãi cũng xảy ra tương tự với những người nắm giữ trái phiếu tại các doanh nghiệp cùng hệ sinh thái của ông Thủy, một kênh huy động vốn khác. Theo số liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ sinh thái của ông Thủy trong giai đoạn từ 2018 đến 2021 đã phát hành 6 lô trái phiếu, hơn 1.340 tỷ đồng, lãi suất từ 12-15%, cao hơn hẳn 30% lãi suất trái phiếu trung bình trên thị trường lúc bấy giờ. Không thể trả nợ cho nhà đầu tư đúng hạn, ban lãnh đạo của E-group xin khất thêm 3-5 năm, tức là tối đa đến 2028, theo kịch bản lạc quan nhất. Với những nhà đầu tư không chờ được, E-group lên phương án cấn trừ bằng các tài sản khác bao gồm bất động sản, gói đầu tư nhượng quyền các trung tâm tiếng Anh, học tiếng Anh và các thiết bị gia dụng. Nợ tiền học phí, lương nhân viên. Không chỉ chậm trả lãi cho nhà đầu tư, công ty Shark Thủy còn thất hẹn trong việc trả học phí, nợ lương, tiền bảo hiểm của các giáo viên, nhân viên, nợ tiền thuê mặt bằng ở các trung tâm Apex English, bắt xích quan trọng nhất tạo ra nguồn thu cho toàn bộ hệ sinh thái E-group. Từ cuối năm 2019, chuỗi trung tâm Apex English bị nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng khiếu nại, đòi hoàn trả hàng tỷ đồng học phí đã đóng trước vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, ôm tiền bỏ rơi khách hàng, thậm chí là dừng hoạt động. Đến cuối năm 2023, chuỗi trung tâm tiếng Anh này đã thông báo mất khả năng thanh toán.
Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Apex nợ phụ huynh tại đây hơn 108 tỷ đồng, đã trả được 14,2 tỷ, còn gần 94 tỷ đồng. Còn theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, tính đến hết tháng 2 năm 2024, các công ty trong hệ sinh thái của Trác Thủy đang nợ bảo hiểm xã hội tổng cộng hơn 100 tỷ đồng. Chưa kể các khoản nợ tại ngân hàng cũng vài trăm tỷ và nợ lương nhân viên cũng vài chục tỷ đồng. 3. Hậu quả. Trả lời VN Express cuối năm 2022, ông Thủy thừa nhận hệ sinh thái gặp khó khăn trên nhiều mặt, lớn nhất là dòng tiền. Trong cuộc họp nhà đầu tư đầu tháng 8 năm 2023, Chủ tịch E-Group cũng cho rằng nguyên nhân cốt lõi dẫn đến khủng hoảng là do mô hình kinh doanh tăng trưởng nhanh bằng vay nợ. Năm 2022, Trác Thủy đã quay lại Trác Thanh, tuy nhiên không phải với vai trò nhà đầu tư rót vốn mà với vai trò chủ doanh nghiệp đi gọi vốn để cứu chính các dự án đầu tư của mình. Hai năm sau khi Covid đã qua, doanh nghiệp của ông tái cấu trúc, dùng hết tài sản từ nhà cửa, đồ đạc, đồ dùng đến bất động sản để gán nợ. Thế nhưng vẫn không thể lấy được niềm tin từ nhà đầu tư. Cổ phiếu của Apex cứ thế mà cắm đầu giảm, về mức trả đá chỉ dưới 2.000 đồng. Thậm chí, nó còn bị hủy niêm yết trên sàn HOSE và đình chỉ giao dịch do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Và cứ thế, đến ngày 26 tháng 3 năm 2024, ông Thủy đã chính thức bị bắt giữ và điều tra. Tin vui sau cùng là sau ngày bị khởi tố, ông Thủy đã ủy quyền điều hành và chuyển toàn bộ quyền sở hữu cổ phần tại hai doanh nghiệp này cho em gái là bà Nguyễn Thị Dung. Mục đích là để đảm bảo hoạt động ổn định tại các đơn vị thành viên và đảm bảo quyền lợi cho các học viên, khách hàng, đối tác và cổ đông công ty. Đại diện tập đoàn E-Group cho biết. Ít nhất, thì nhà đầu tư và khách hàng cũng có thể an tâm phần nào và chờ đợi các phương án xử lý tiếp theo. 4. Kết luận. Vậy là lại thêm một công ty nữa lừa đảo nhà đầu tư bằng việc đưa ra mức lãi suất cao cho các khoản tiền huy động, tiền vay. Tất nhiên là lý do có thể là do Covid, tuy nhiên sai thì vẫn là sai, lừa đảo thì vẫn là lừa đảo. Và người chịu thiệt vẫn là những nhà đầu tư đang tin tưởng và đưa tiền cho Shark. Nhà đầu tư vì tham các khoản lợi nhuận kếch xù mà sẵn sàng đưa tay, bỏ qua các yếu tố rủi ro còn lớn hơn rất nhiều đang trực chờ về sau. Vì thực tế trong đầu tư thì không có gì là lợi nhuận cao mà rủi ro lại thấp như những thứ mà các công ty lừa đảo luôn thủ thỉ vào tai chúng ta cả. Từ Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát rồi hằng hà sa số các vụ lừa đảo kiểu như vậy đã, đang và sẽ xuất hiện trên thị trường. Phương pháp, cách thức có thể khác nhau, nhưng kết quả thì luôn chỉ có một. Và kết quả đó thì thường không vui dành cho các nhà đầu tư xấu số.